Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Xe Đạp Xanh. Thể theo yêu cầu của các bạn, ngày hôm nay, Xe Đạp Xanh sẽ cùng tìm hiểu về top những chiếc xe đạp thể thao khung nhôm chất lượng cao trong tầm giá từ 7 triệu đến 17 triệu nhé. Một, Lugano, giá bán 7.200.000. Mẫu xe đạp thể thao chất lượng này đến từ thương hiệu Canada, đủ tiêu chuẩn xuất cho thị trường Nhật. Số lượng thường rất ít và được người Việt yêu thích bởi độ bền và kiểu dáng đẹp thanh thoát. Mẫu xe Lugano LGSCH sở hữu bộ khung nhôm 6061 rất nhẹ, cùng với bộ chuyển động Shimano Altus M3/1024 tốc độ chuyển số mượt mà. Có 3 màu đen, trắng, xanh cho bạn lựa chọn, phù hợp với mọi lứa tuổi và giới tính. 2. Merida Explorer, giá bán 8.350.000. Xe đạp Merida Explorer 100 là dòng xe đạp touring tầm trung hãng Merida, với thiết kế gọn gàng và chắc chắn với những linh kiện có độ bền cao. Nó được sinh ra để phục vụ cho những ai có nhu cầu thể dục thể thao hàng ngày hoặc dùng để đi lại trên những con đường thành phố. Đây là dòng xe có sự kết hợp hoàn hảo giữa không hai loại xe MTB và road, nên có thiết kế giúp cho người lái có được một tư thế ngồi thoải mái nhất khi đi trên đường road. Vì vậy, người sử dụng có thể ngồi trên xe đạp với thời gian lâu hơn. Xe đạp đường phố Merida Explorer 100 là dòng xe lai thiên về road, nên toàn bộ xe được thiết kế tối ưu lực cản gió với tiết diện bề mặt dẹp và mỏng hơn dòng MTB, nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn và cứng cáp của xe, giúp giảm thiểu tối đa lực cản của không khí khi xe di chuyển trên đường bằng phẳng. Tuy nhiên, phần lốp xe được nhà sản xuất thiết kế nhiều rãnh hơn để tăng độ bám với mặt đường khi di chuyển trên những con đường địa hình, đường đất khó đi. 3. Escape 1 2020, giá bán 12.550.000. Xe đạp thành phố Giant Escape 1 2020 chắc chắn sẽ tiếp tục chiếm được tình cảm của nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam, đặc biệt là nhóm khách hàng công sở, học sinh, sinh viên, người trung niên và những người đam mê vượt du lịch đường dài. Khung sân tĩnh điện được làm từ nhôm alus thế hệ mới rất nhẹ và chắc chắn, đảm bảo độ cân bằng tốt giữa trọng lượng và sự thoải mái. Bên cạnh đó, phuộc xe nhôm alus công nghệ mới ngoài việc giảm trọng lượng của xe, còn giúp xe giảm bớt các rung động trong suốt quá trình di chuyển trên cũng đường địa hình. Khung sườn xe Giant Escape 1 với khả năng có thể chống chịu lại được những va đập và giúp tham gia các hoạt động thể dục thể thao thoải mái hơn mà không phải lo lắng về việc biến dạng của khung. Tuy khung thanh mảnh nhưng kết cấu khá vững bền và mạnh mẽ, nhờ đó mà hoàn toàn có thể đạt được tốc độ cao cùng sự thoải mái nhất. 4. Maguchi Fuji Pro, giá bán 17.990.000. Nếu lựa chọn xe đạp địa hình với tiêu chí khỏe khoắn, độc đáo và lạ mắt, dĩ nhiên là yêu cầu chất lượng phải tốt, thì xe đạp địa hình Fuji Pro là một lựa chọn thực sự tốt. Với những ưu thế vượt trội về thương hiệu Nhật Bản, về thiết kế khung mới mẻ, đặc biệt cách phun màu highlight theo xu thế và thiết kế mới mẻ trẻ trung, công nghệ khung không có mối hàn, cùng bộ chuyển động 11 tốc độ khác nhau để phù hợp với mọi cung đường của bạn. Một số thông số kỹ thuật xe đạp địa hình Nhật Fuji Pro như giảm sóc hơi Maguchi nhôm có điều chỉnh khóa thụt, trục xuyên bằng đồng 15x110mm, tay bấm SRAM NX11 tốc độ USA, củ đề SRAM NX11 tốc độ USA, gạt đề SRAM NX11 tốc độ USA, lít 11 tốc độ, phù hợp chiều cao từ 1 phút 6 giây 1 phút 8 giây. Hy vọng với những gợi ý trên đây, các bạn có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe đạp khung nhôm chất lượng cao nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Robot Hút Bụi 88. Nhớ ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé.